review phim Tuổi Trẻ Huy Hoàng The Fablemans của đạo diễn Steven Spielberg. Thì phim này đã chiếu từ năm ngoái vào dịp cuối năm và cũng đã có bản leak trên mạng rồi. Nhưng mà mình nghe được tin là phim sẽ chiếu rạp nên mình quyết định sẽ không có xem bản leak mà đợi tới tuần này phim ra rạp mình mới xem. Bộ phim là hành trình của một cậu bé tên là Sammy, được lấy cảm hứng từ chính thời tuổi thơ của đạo diễn Steven Spielberg. Năm 1952, cậu bé này được bố mẹ đưa đi xem phim ở ngoài rạp lần đầu tiên trong đời. Và bộ phim mà cậu xem là bộ phim The Greatest Show on Earth của đạo diễn Cecil B. DeMille, là một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của điện ảnh Mỹ. Khi trở về, cậu bé bắt đầu có những cảm nhận đầu tiên về điện ảnh. Cậu bé được mẹ mình tặng cho một chiếc máy quay phim 88mm và cậu bắt đầu thực hiện những thước phim đầu tiên trong cuộc đời của mình. Và càng lớn lên, những chủ đề của cậu bé ngày càng rộng hơn, không chỉ là những cảnh phim được tạo ra bằng đồ chơi hay là những mô hình, mà còn là những cảnh phim về cuộc sống xung quanh, và cậu đã thuyết phục được bạn bè hay là gia đình để cùng nhau quay những thước phim đó. Trong cái hành trình yêu điện ảnh, cậu bé này cũng đã nuôi dưỡng một cái tâm hồn có rất nhiều sự ảnh hưởng, như là câu chuyện bí mật của mẹ cậu hay là câu chuyện cậu bị bắt nạt ở trường vì là người Do Thái khi đến California, đã cho cậu nhiều góc nhìn hơn khi mà thực hiện những cái bộ phim của mình. Bên cạnh cái hành trình của Sammy thì phim còn là hành trình của rất nhiều nhân vật khác, ví dụ như là bố mẹ của Sammy do Paul Dano và Michelle Williams thủ diễn. Đặc biệt mình rất thích vai diễn của Michelle Williams trong phim này. Mình nghĩ đây là một trong những vai hay nhất của Michelle Williams. Mình thích vai của Michelle trong phim Blue Valentine nhất và tới là phim này. Michelle thể hiện hình ảnh một người mẹ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui ngoài bề mặt, nhưng bên trong là một sự cô đơn và một mối tình rất đẹp nhưng rất khó để có thể chấp nhận được. Một nhân vật mang nhiều sự vô tư nhưng cũng mang nhiều cảm xúc khó nói bên trong. Mình cực kỳ thích nhân vật này. Mình nghĩ là Michelle phải được đề cử ở vị trí nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim này ở giải Oscar. Nhưng ngược lại, Oscar đã đề cử chị cho vai chính, vì nếu để Michelle vào hạng mục này thì sẽ giảm khả năng chiến thắng của những đề cử còn lại, đặc biệt là Angela Bassett trong vai hoàng hậu Ramonda trong Black Panther Wakanda Forever. Khi mà xem bộ phim The Fablemans, mình nhớ rất nhiều về tuổi thơ của mình, cái thời mà mình mong ước được làm phi công chứ không phải là cái nghề khác. Mình muốn được bay trên trời, mình muốn được đi rất là nhiều nơi, nhưng mà sau này thì mình không đủ chiều cao, mắt thì cận, không đủ khả năng để mà được làm phi công. Nhưng mà mình vẫn thích đi chơi, và khi mình muốn được làm những điều mà mình chưa làm được vào thời thơ ấu của mình. Bộ phim được làm theo một cái nhịp rất là chậm rãi. Nếu như mà bạn là một người không quen xem những bộ phim đề tài art house chậm rãi thì bạn sẽ không hợp với bộ phim này. Tại vì cái cách kể chuyện của phim khá là chậm rãi và khá là đánh vào cảm xúc của người xem một cách rất là nhẹ dịu nhưng rất là thấm. Còn nếu mà chúng ta đã không cảm từ từ đầu rồi thì chúng ta sẽ rất khó để thưởng thức bộ phim này và sẽ cho rằng bộ phim này không hay. Và bộ phim này rất khác với những bộ phim của Steven Spielberg đã làm trước đó, vì phim theo thể loại coming of age, một thể loại mà vị đạo diễn tài ba này rất ít khi làm, so với những cái bộ phim khác qua máy như là phim bom tấn, phim chiến tranh hay là phim về những chủ đề rất là vĩ mô. Để mọi người cân nhắc trước khi xem, suất chiếu của phim khá là ít, nhưng nếu như mọi người đã nhắm và muốn xem phim này thì chắc chắn chúng ta sẽ phải xem nó ở rạp. Vì khi mà xem những cái phim này ở rạp á, sẽ cho mình thấy là sức mạnh của cinema, sức mạnh của việc thưởng thức phim ảnh tại rạp, nó cho mình những cái cảm xúc như thế nào hơn là mình thưởng thức một cái bộ phim như vậy ở nhà. Năm nay tại giải Oscar, các hạng mục phim hay nhất thì có lẽ là phim mình thích nhất là phim Thor và phim Triangle of Sadness với The Banshee of Inisherin. Và sau khi phim này xong, mình cho phim này vô top 4 phim mình thích nhất. Nếu mọi người có coi phim này rồi thì có thể comment cho mình biết ý kiến của mọi người về bộ phim ha. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi follow kênh của Phúc để xem những video review phim tại rạp tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại, bye.